Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Hạnh Phúc Đầu Xuân. Ngay bây giờ đây, phần thi như sau. Hai đội của chúng ta sẽ có hai bộ đề. Và nhiệm vụ của chúng ta là cử một thành viên đứng ở vị trí số 1, đó là đầu cầu tre. Người đứng ở vị trí số 2 là đầu cầu khỉ. Và cuối cùng đó chính là cái thảm yoga. Nhiệm vụ của chúng ta là các bạn, người số 2 và số 3 sẽ đeo tai nghe và nhận thông tin từ người số 1. Lưu ý là số 1 truyền cho số 2, số 2 truyền cho số 3. Tránh trường hợp số 1 truyền thẳng cho số 3 nha. Bây giờ xin mời hai thành viên chúng ta bước lên, vừa giành quyền quảnh tù xì. Ai sẽ là người thi trước và đội nào sẽ thi sau nha. Trời ngon cái đấy. Nín thở hổng ghê. Nín thở hổng ghê. Dạng ra đây cô. Kè. Dạng ra đây cô. Cô. Ủa, cô đã. Chị lên bầu trưởng, bầu nhóm trưởng. Nhậm à bầu. Đúng rồi. Nhóm trưởng xì, nhóm trưởng xì dòng. Tù xì. Hello. Tù xì thôi. Nhanh, tù xì. 3, 2, 1. Dòng. Yeah, thì sao? Với anh này, yeah. Cái động trước đó. Thì trước. Thì sao? Và bây giờ xin mời đội của chúng ta bước lên vị trí, đội này vô nghỉ. Ở đây có hai cuốn bí kíp. Cuốn thứ nhất, tự nhiên mà đẹp. Cuốn thứ hai, đẹp nhưng không tự nhiên. Em chọn. Cái cuốn tự nhiên mà đẹp chứ không hả? Ủa, gì vậy? Ủa? Thưa quý vị, chủ đề của chúng ta mà bạn ấy đã chọn đó là không tự nhiên mà đẹp. Vâng, mời bạn chuẩn bị đề bài của bạn. Âm nhạc lên 60 giây. Bắt đầu. Vô. Cổ. Đó là lên nhạc thiệt rồi. Cổ đúng rồi. Củ kiệu. Tôm. Kiểu quá chị. Kiểu. Củ kiệu tôm khô. Củ kiệu tôm khô. Không chị. Kiểu. Kiểu. Củ kiệu tôm khô. Củ kiệu tôm khô. Ủa ơi, dễ quá dạ. Dễ ha. Đó là khởi đầu thôi. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Yeah. Hay quá. Và bây giờ là câu số 2. 60 giây bắt đầu. Hoa. 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 Đào. Đào. Đúng rồi. Hoa đào nở. Hoa đào nở. Ừ. Chim. Con chim. Chim. Én. Con chim én. Chim én bay. Chim én về. Chim én bay về. Hoa đào về. Chim én bay về. Chị lanh lợi. Chim én về. Không bay. Chim. Hoa đào nở, chim én về. Hoa đào nở, chim én về. Mùa xuân đến. Mùa xuân. Mùa xuân. Mùa xuân. Đến. Thiếu chữ rồi. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân đến. Khoan nè. Hoa đào nở. Hoa chim đào én nở, về. Chim én về. Mùa liễu xuân. Lo, mùa xuân. Lại. Mùa xuân lại đến. Đúng rồi. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Mùa xuân lại đến à? Yes. Hoa đào hết giờ rồi. Dừng rồi. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Mời bạn. Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Trời ơi, khó quá vậy. Ủa khó không? 60 giây bắt đầu. Nhất bá thiên địa. Nhất sinh. Giao gái. Tình. Học sinh. Sinh á. Sinh. Đứa con học sinh. Nhất sinh. Nhất cụ. Nhất sinh đề. Thủ. Lại từ đầu đi. Nhất. 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 Nhất sinh. Sinh. Ờ đúng rồi. Đề. Sinh. Bái. Thủ bái. Dê. Nhất sinh dê. Cụ bái hoa mai. Bái cái gì vậy trời. Rồi hết giờ đi. Mời em. Câu của em là gì á? Nhất má ơi, má cười, tôi chưa có chốt đâu. Cười là không đúng. Bốn. Nhất sinh đê. Nhì thủ. Không có thủ gì ở đây hết. Thưa quý vị, nhất sinh đê thủ bái hoa mai. Thưa quý vị, là một người am hiểu về văn chương và yêu thích văn chương, Nguyên Khang đã biết câu này có ý nghĩa như sau. Đó là một đời cúi đầu trước hoa mai. Đây là một câu nói nổi tiếng của Cao Bá Quát. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. Rồi. 60 giây bắt đầu. Dù cho cách trở đôi đường. Dù cho cách trở đôi đường. Dù cho cách trở đôi đường. Quê hương. Quê hương. Quê hương. Vẫn mãi. Vẫn mãi. Ngọt đường. Ngọt. Ngọt. Còn. Ngọt. Ngọt. Quê hương vẫn mãi ngọt đường. Đọt đường. Mía lau. Mía lau. Đúng rồi. Mía lau. Quê hương còn mãi ngọt đường mía lau. Sai rồi. Quê hương vẫn mát. Đúng rồi. Quê hương vẫn mát đi mãi. Chơi. Quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lau. Ngọt đường mía lau.
Và bây giờ thời gian dành cho bạn đọc câu hỏi. Dù cho cách trở đôi đường, quê hương vẫn mãi ngọt đường mía lau. Đúng rồi, phải không? Đúng không? Và đó là một đáp án chính xác, xin chúc mừng. Và bây giờ 60 giây bắt đầu. Nói lại 60 đi, giây em cứ nói lại bắt đầu. Khẩu hình á. Mông, mùng, mộ, một, chơi, chơi, cửa, cửa, chơi, chơi, nhà, nhà, mùng một, chơi, cửa, chơi, nhà, chơi, cửa, chơi, nhà. Đúng rồi. Mùng hai, mùng hai, mùng hai, chơi, chơi, xóm, chóp, xóm, 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 mùng hai, chơi, xóp, xóm, xóm, chứ phải xóm, bán đồ, quần áo gì, mùng hai, chơi, xóm, trong xóm á, trong xóm á, trong làng, trong xóm á, chơi, cái xóm, xóm làng á, xóm làng á, cái xóm với làng á, xóm, tiếp đi, tiếp, mùng ba, mùng ba chơi đình, mùng ba chơi đình, hết giờ, chơi đình người làm cái gì vậy? Chế định tự nhiên là bấm măng non. Câu hỏi dành cho em. Con bé mặt ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Mời em. Mồng 1 chơi cửa chơi nhà. Hay. Mồng 2 chơi xóm. Mồng 3 chơi đình. Trời ơi, đó là một đáp án chính xác. Quá dữ. Và như vậy, đội của chúng ta đã được cộng thêm 10 điểm nữa. Và tổng kết phần thi đấu này, đội thành đạt của chúng ta có được là 40 điểm, xin chúc mừng. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với xém thành đạt bước lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi chưa có nhạc nha. Nhạc lên. 60 giây bắt đầu. Thịt kho. Thịt thịt tính nhất. Thịt nè thịt. Yeah. Cục thịt. Cục thịt. Cục thịt. Thịt 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 kho. Thịt kho. Nước dừa. Nước dừa. Thịt kho nước dừa. Thịt kho nước dừa. Thịt kho nước dừa. Gì? Thịt, 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 kho, kho, thịt kho, nước, nước dừa. Rồi, mời em, đáp án của em là... À trời ơi, điếc lỗ tay luôn á. Đó là... Thịt kho nước dừa. Chính xác, xin chúc mừng. Thịt kho nước dừa. Trời ơi, điểm. Em sợ cái phát âm của đồng đội em quá. Vô, chuẩn bị. Dạ. 60 giây, bắt đầu. Năm này vẫn giống năm xưa. Năm này vẫn... Năm này vẫn giống năm xưa. Chuyện đi, chuyện đi. Năm này mày vẫn giống năm xưa. Này, này, này vẫn giống, giống năm xưa. Xưa. Năm này vẫn giống năm xưa. Năm khỏi nói đi. Vẫn mong cho bạn. Vẫn mong cho bạn. Đúng rồi. Vẫn mong cho bạn. Cho bạn. Bạn. Ừ. Hết thời. Hết thời. Cô đơn. Cô đơn. À, hết. 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 Thời. Hết thời. Cô đơn. Cô đơn. À, hết thời cô đơn. Năm này vẫn giống năm xưa. Vẫn mong cho bạn. Hết thời cô đơn. Năm này vẫn năm giống, giống năm xưa. Năm xưa. Vẫn mong cho vẫn bạn. Cho bạn. Bạn. Hết thời cô đơn. Đơn. Ok, ổn không? Ổn. Vâng. Không nhận, anh công nhận. Con bé nhà em nó dùng hết nội công dữ dội dễ sợ. Và mời em. Năm này vẫn giống năm xưa. Vẫn mong cho bạn hết thời cô đơn. Và đó là một đáp án chính xác. Yeah. Đổi chỗ không qua? Đổi đi, đổi đi anh. Đổi mệt quá, mệt quá, mệt quá. Anh thích lên leo cầu khỉ. Và bây giờ câu hỏi 60 giây bắt đầu. Chúc người xa xứ bao lâu? Chúc người xa xứ xa ta xa xa xứ bao lâu? Như chúc... bao lâu? Chị chi? Chúc người xa xứ bao lâu? Xa chúc người nha sĩ răng đào. Cái gì nữa? Chúc cái gì người nữa? Nha sĩ răng đào. Một chưa chưa chưa. Nhanh lên quán. Chúc quán, người xa xứ bao lâu? Trời ơi, nhanh lên. Cái gì nữa? Chạy chờ, chạy chờ. Lên lên lên. Ê đứng đứng dưới vậy. Chúc mùa xuân mới thăm tàu quê hương. Hả? Một mùa, một mùa, mùa xuân, xuân mới thắm 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 tình. Nói lại, nói lại. Thắm. Chúc người xa xứ bao lâu? Chúc người xa xứ bao, bao lâu? Một mùa xuân mới. Một mùa xuân mới thắm tàu quê hương. Thắm tàu quê hương. Ấm đầu, ấm đầu. Chúc người xa xứ bao lâu? Một mùa xuân mới thắm tàu quê hương. Rồi, vô mời em, vô. Chúc người xa xứ. Cái gì đó, nãy đó mới nói đó. Nói gì đâu? Có ai nói gì đâu, hết giờ bốn. 3 mùng 1 cái gì 2, quê cái gì quê hương á. 5 4 mùng 1 gì đó. 2 1 mùng 1 hết giờ. Lên lại lên qua. Mệt ghê. Thưa đó. Quý vị, câu chính xác của chúng ta là chúc người xa xứ bao lâu một mùa xuân mới thắm bầu quê hương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Vô.
60 giây bắt đầu vô. Đi. Đi. Đâu. Đi đâu. Mặc kệ. Kệ. Đi. Đi. Đâu. Đi đâu. Đi đâu. Mặc kệ. Đi đâu. Đi. Đi. Đâu. Mặc kệ. Đi đâu. Đi đâu. Mặc kệ. Đi đâu. Đi đâu. Mặc kệ. Đi đâu. Đi đâu. Mặc kệ. Đi đâu. Good job baby. Tiếp. Đến ngày. Đến ngày. Dỗ tổ. Đến ngày gì? Đến ngày dỗ. Đến ngày cúng tổ. Dỗ. Dỗ. Đến ngày dỗ tổ. Đến ngày dỗ Nam Mô. Đến ngày dỗ Nam Mô. Ngày dỗ Tết. Đến ngày dỗ Tết. Đến ngày dỗ Tết. Phải. Đúng rồi. Phải. Mau. Mau. Mau gì? Mau về. Mau về. Mau về. Nè ơi mau gì? Đến ngày dỗ tổ. Dỗ. Đây đây hết giờ. Dỗ tổ. Dỗ Tết. Đến ngày dỗ Tết. Hết giờ. Đi đâu đó về rồi. Đọc hết câu. Lại kia nó lại. Đọc hết câu đi trời ơi đọc. Hết câu đó. Bây giờ mời em đọc câu. Mời em. Đi đâu. Mặc kệ đi đâu. Đúng. Tiếp. Đến ngày. Đến ngày dỗ tổ mau mau mà về. Đến ngày từ từ cô đám dỗ hay cái gì từ từ nó suy nghĩ. Đáp án chính xác của chúng ta là đi đâu mặc kệ đi đâu đến ngày dỗ Tết phải mau mà về. Trời đâu ơi của chúng ta đã không có đáp án chính xác rất tiếc. Khó nhỉ. Còn cao là anh xuống dưới chưa? Mệt quá. Làm đứng đó. Quá mệt mỏi vậy Lan. Và bây giờ là câu cuối cùng 60 giây bắt đầu. Trời. Nhanh lên. Nhà tôi. Nhà tôi. Nhà tôi. Nghề giả. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Nghề xong. Nghề đã. Nghề ở cạnh xong. Nhà tôi. Nghề tôi. Dạ dạ dạ. Nghề sáng về xong. Nhà tôi. Nhà tôi. Nghề giả tôi giả. Giả. Nhà tôi. Nghề xả. Nhà tôi. Nghề xả. Nhà tôi. Nhà tôi. Nhà tôi ở bốn xã. Nhà tôi ở bốn xã à. Khó quá. Nói đi. Nhà tôi nghề xả. Nghề xả. Nghề xả. Giả. Xả. Giảng. Câu này có ai chơi? Nhà tôi nghề giả. Nhà tôi. Nhà tôi ba đời. Nhà tôi ba đời nắng khớp. Chị khớp. Đúng rồi. Hay. Hay. Không, có đáp án rồi. Tôi tin vào đồng đội của tôi. Mời, mời bạn. Dạ, sau khi mà qua cái gợi ý của đồng đội em thì em xin đưa ra đáp án đó là nhà tôi ba đời cho vay tiền góp. Hay, xuất sắc. Hay, xuất sắc. Thấy chưa? Nói mà, không ai hiểu ơi. Anh nghe mới đó. Em đứng ở đây là ghi điểm hay thôi mà. Quá. Thưa quý vị, đáp án chính xác của chúng ta đó là nhà tôi nghề giả nghề xong. Lặn thì tôm cá, đầy trong, đầy ngoài. Anh thấy không? Rồi sao quá trời chữ mà không nói được chữ nào vậy? Cái câu đó nó ẩn ý trong cái câu của mình. Ẩn chỗ nào? Ẩn cái giả là cái nghề nó giả. Giả, giả lắm, nó không có thiệt được đâu. Giả cho mặt em. Thưa quý vị, sao mà nói được? Như vậy là đó là một đáp án không chính xác. Đội của chúng ta, đội Xém Thành Đạt. Đặt cái tên là biết rồi quý vị à. Chúng ta có được 3 đáp án chính xác. Đội của chúng ta có được 30 điểm. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước đến vòng 2 của chương trình Hạnh Phúc Đầu Xuân.